Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống của Lê Hậu Giang ạ. Dạ, hiện tại là em đang có mặt tại chỗ hoa đường Ngô Gia Tự. Hôm nay không đầy một tháng nữa là mình chính thức bước sang năm mới rồi ạ. Hôm nay thì em chia sẻ cùng cô chú mình lô mai của cô Chi. Dạ, vườn mai Phước Hậu nha cô chú anh chị ha. Dạ, vườn của cô là chủ yếu là dạo Thủ Đức ghép trên 8 mùa nha cô chú, với lại Đại Lộc. Dạ, em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình vườn mai dạo Phước Hậu nha với cô chú anh chị. Địa chỉ vườn của mình thì ở 56/16 Lê Anh Xuân ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hiện tại thì cô đã ra chợ Tết rồi với cô chú anh chị ha. Lô của cô là nằm với trước cổng Ủy ban thành phố nha với cô chú. Vườn mai Phước Hậu là chuyên về mai dạo Thủ Đức ghép già mùa luôn với cô chú anh chị ha, từ 5 đến 10 mùa nha với cô chú anh chị, với lại Đại Lộc. Dạ, hàng thuần chậu luôn nha với cô chú. Dạ, vàng nút nụ nhìn là ghiền luôn với cô chú anh chị nha. Dạ, cây này là Đại Lộc nha với cô chú anh chị. Bây giờ thì em sẽ vào gặp bà cô Chi để chia sẻ cũng như là báo giá cho quý cô chú anh chị mình ha. Dạ, con xin chào cô Chi. Dạ, con thấy bãi kiển của cô có rất là nhiều cây lớn đẹp, và cô giới thiệu chia sẻ giúp con nha cô. Như cô ở đây thì có hai loại. Một loại là Đại Lộc 40 cánh. Mà nó từ cây nhỏ cây lớn, coi như là nhỏ 5-10 triệu có, 3-4 triệu có đó, 20-30 triệu có, 40-50 triệu có. Với loại thứ hai nữa là mai dảo, dảo Thủ Đức 8-12 cánh. Dạ, thì nó cũng đồng như vậy, cũng nhỏ 3-5-700 cũng có là nhỏ nhất. Dạ, rồi tới 4-5 triệu, 7-8 triệu, tới mấy chục triệu, tới 100+ triệu. Dạ đó. Dạ, vậy cô chia sẻ dùm con Đại Lộc đó cô ha. Dạ, như đây. Đại Lộc nè, này là Đại Lộc nè. Dạ, có mặt hoa trên cây luôn cô ha. Dạ, có bông luôn nè, nó 40 cánh đó. Hồn bất nụ nhìn thấy thương quá trời luôn cô ha. Mỗi một nhánh gì đó, một bông gì đó, nó ra chùm vậy đó. Dạ, đó, một chùm vậy đó, chứ không phải là nó ra rẻ rẻ một bông. Dạ, theo con thấy này một chùm nè, 40 cánh đó. Cái này mình ghép lâu lắm rồi hả cô? Cái này ghép già liền hết trơn á cô. Thấp nhất là cũng 5-10 năm á con. Dạ, chứ còn già cây dữ lắm rồi. Mấy mình ghép là mấy cái giống có bo nè hả cô ha. Như cây này thì mình giao lưu giá bao nhiêu vậy hả cô? Cây này 45 triệu nè. Dạ, 45 triệu. Cái hoành cây này thì chắc cũng cỡ hơn cái nắm tay em cô chú gì, cả hai cái nắm tay em với cô chú chắc khoảng 30-40 đó với cô chú. Dạ, cô giới thiệu dùm con cây bên đây hết cô ha. Cây này cũng mai Đại Lộc nữa nè. Dạ đó, cây này thì cũng dáng trực tàn thông phong cao nha cô chú anh chị. Cây này nút nụ dữ lắm luôn đó, cô ha, đầy nhóc luôn, nụ trứng cá không nữa ha. Dạ. Ở Tết nay chơi bông là hoành tráng luôn hả cô? Hoành tráng luôn đó, thấy không? Dạ, cái búp nè, tròn ẩm luôn. Cây này cũng đế, cũng được cực đế dữ lắm, cũng hai nắm tay em nói với cô chú anh chị. Hoành thì chắc cũng phải cỡ từ 30-40 ăn lên hả cô ha. Dạ, cái cây lùng lực bên đây là Đại Lộc hay là cây dảo hả cô? Cái này cũng Đại Lộc nữa nè. Dạ, Đại Lộc luôn đó. Cái này hoành to à? Dạ, 70-80 đó. Mấy cái bo ghép này nó rất là to luôn á cô chú anh chị, nó bự hơn ngón cái của em luôn hả?
Đây này nước nụ là kẹo nẹo luôn á cô chú chị. Dạ hình như là cô có cho thuê mai nữa phải không cô? Có, hôm nay cô cho thuê. Dạ mình cho thuê gì cái thủ tục thuê như thế nào hết cô hả? Thủ tục thuê thì ví dụ như cây của cô cho thuê là bán là 40 triệu thì cô cho thuê là 15 triệu thì cô sẽ làm giấy tờ đâu đó đàng hoàng. Nếu mà bên thuê là như là mùng 25 giao tới mùng 10 thì cô lấy lại cô chuyển tới nơi. Dạ là đó là cô vận chuyển tới nơi luôn. Dạ. Vận chuyển tới nơi đi về luôn. Dạ rồi là mình chỉ cho thuê ở khu vực Cần Thơ thôi phải không cô? À Cần Thơ có khi năm rồi cô cũng có thuê lên thành phố, cho thuê thành phố. À dạ. Dạ rồi cô giới thiệu. Ở đâu có nhu cầu thì cô gọi chuyển tới. Dạ. Rồi. Cái cây trong này nó nắc lượng cũng quái lắm, cũng ghép đại lộc. Ờ cô là cây quái không à? Dạ. Cây này mình cũng ghép đại lộc luôn hả cô? Đại lộc luôn đó mà. Dạ. Cây này cũng đang ôm nụ quá trời luôn á cô chú. Nụ đầy luôn đó. Cái này. Mấy cái bo ghép ở đây đã liền lại cái trơn rồi với cô chú anh chị nè. Đế là như thú vậy đó các cô chú anh chị. Dạ. Cô ơi, cây này cây mai dảo phải không cô? Không. Cây này mai dảo. Không, cái này nó cũng đại lộc luôn đó. À dạ, đại lộc. Đại lộc luôn, để nó chưa. À dạ. Ừ. Coi như hai mấy hàng này là đại lộc luôn rồi. Dạ. Ừ. Dạ. Ồ, cây đế nơm này à. Cây này mà để phòng khách chân tết là hết sảy luôn cơ ha. Đó, đại lộc nó bông chùm luôn đó. Đế sổ nên chắc khoảng cỡ 40 á cô chú anh chị. Hai cái bo ghép này rất là to luôn nha. Dạ, cây này thì mình giao lưu giá bao nhiêu hả cô ha? Khi nào con? Dạ, cây này mình bán tại chợ thì giá khoảng 8 triệu. 8 triệu. 8 triệu nha cô chú anh chị. Là em đế nơm mà không để bụi bụi không luôn ha. Dạ. Còn em cây bên đây hả cô hả? Ừ. Cây bên đây dảo. Dạ dảo. Cây này mình giao lưu giá bao nhiêu hả cô? À, thuê 3 triệu. À dạ, cây này thì cho thuê 3 triệu. Dạ, cây mai bên đây nè cô. Cây này phải cây thảo hương phải không cô? Ừ đúng rồi đó đó. Dạ. Cũng thảo hương. Cây này cũng già mùa lắm cô. Già lắm nè. Nó bo ghét và bá lửa luôn ha. Ừ. Cây thảo hương này thì mình bán tại lô là bao nhiêu hết cô ha? Bán tại lô là 20. Dạ. Cây này một nắm tay của em không hết đâu với cô chứ anh chị. Dạ, cây đại lộc rồi phải không cô ha? Đó là đại lộc rồi. Dạ, đại lộc quá trời cái đồi đế luôn cô chứ anh chị. Dạ. Cây này thì mình bán bao nhiêu hết cô ha? Bán 15 triệu. Dạ 15 triệu. Dạ nếu mà cây này thì thuê thì giá bao nhiêu hết cô? 5 triệu. Dạ. Cây này nụ cũng nhiều lắm luôn cô chứ anh chị. Kế bên đây cũng là đại lộc luôn cô ha. Đại lộc. Quá trời luôn. Nụ là cứng cây luôn á luôn các chị ha. Cái này mấy cái bo ghép bự hơn ngón cái thôi nó trơn luôn á. Hoành thì chắc cũng tầm khoảng 30 mấy á,
Đây bên đây cũng đại lộc nữa với cô chú anh chị nha. Em này thì mình ghép cái chọc ghép trà bá luôn với cô chú, chỉ có 4 bông thôi ạ. Cái nào nụ cứng cây hết trơn luôn á cô chú anh chị. Dạ cô, cây bên đây là cây mai dảo phải không cô? Cái hàng đầu này cũng dảo nè, dảo à. Lớn đó. Nó dảo đó, 8 cái 12 cánh á, cánh bự vậy đó. Cây này cũng hoành lớn luôn á cô chú chị. Trời, nãy giờ đi giờ tới mới gì hả? Cây bên đây cũng nguyên một cái củ đế cho bá luôn á mấy cô chú anh chị. Hàng ghép từ 8 mùa ăn lên cô chú anh chị ha. Còn bên đây là cũng ghép dảo hết luôn cô ha. Dảo. Dạ. Cái lô bên đây là đế quái quái viết không màu với cô chú anh chị. Mấy cây này là hoành thì dao động thì tầm khoảng cỡ 20-30 mấy ăn lên đó với cô chú anh chị. Dạ, chỗ của cô Chi là chuyên về dảo thụ mai dảo mà ghép già mùa hình chậu ha cô chú anh chị ha. Đa số là form lùng lực nha cô chú anh chị. Cây này lùng mà tàn đều nữa cô chú anh chị. Mấy cái cốt cành này mình ghép là nó đã liền mà nuôi vú bò luôn rồi mấy cô chú anh chị nha. Đế nơm đó, gom đế nữa à. Dạ cô ơi, cho con hỏi là cây này mà giá bao nhiêu hết cô ha? Dạ cây này là giá bao nhiêu hết cô? Cây này? Dạ. Cây này 15 triệu. Dạ 15 triệu. Dạ còn cây kế bên hết cô ha? Cái này nó cũng 13 triệu á. Dạ 13 triệu. 13 triệu. Dạ. Cây bên đây cũng lùng lực lắm á cô, mình là dân lực. Nhưng mà cái gốc nó bự nè. Dạ. 20. Cây này thì 20 nha mấy cô chú anh chị. Dạ, còn cây bên đây thì giá bao nhiêu hả cô ha? Cây đó 25 triệu. Dạ. Hàng dảo Thủ Đức về mùa nha quý cô chú anh chị ha. Dạ quý cô chú anh chị, mình có ở Cần Thơ á. Dạ mình đi dạo chợ hoa, mình ghé ủng hộ cho cô quý cô chú anh chị ha. Dạ địa điểm của cô là ở đường Ngô Gia Tự nha quý cô chú anh chị, phía trước cổng ủy ban nha quý cô chú nha. Dạ có dạo Thủ Đức hàng già mùa với lại mai Đại Lộc già mùa luôn ấy ạ. Dạ em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã yêu thương ủng hộ kênh. Chúc cô chú anh chị mình năm mới vàng sự như ý và chọn được một cây mai ưng ý tươi tốt luôn ạ.